ngại thì đến với một cái người đàn ông mà họ từng ly hôn mà họ có con riêng nữa. Không sao chị, cái đó là chuyện mà không ai đến mà muốn hết. Tại vì nhưng mà hôn nhân của anh đã gọn gàng rồi, không sao. Em không ngại vấn đề đó, em không ngại vấn đề đó. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Tô Nhi A và anh bên kia. Em xin giới thiệu bản thân, em là Nguyễn Thị Tô Duyên. Công việc hiện tại của em là chủ tiệm may. Hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình chuyên may đồ gì chị ha? Tất cả nam nữ. Rồi, còn bên đây thì sao ạ? Dạ, em xin chào chị, chào ban biên tập chương trình và các anh chị. Chào bạn gái bên cạnh. Em tên Nguyễn Dung Phúc và hiện đang làm việc tại Bình Phước. Yeah. Quê quán ở Tiền Giang và mình làm nghề xây dựng cơ khí. Gia đình mình có mấy người anh? Dạ, trong gia đình có ba anh em. Dạ. Và còn một mẹ. Dạ, hai người em có gia đình rồi. Dạ, còn bên mình thì sao chị Duyên? À, em là chị cả, mấy em đã có bạn và có gia đình hết rồi. À, ba mẹ thì hiện ở Sa Đéc. Thì là quê Đồng Tháp Sa Đéc. Dạ, quê Đồng Tháp Sa Đéc. Nói chung cha mẹ nào cũng mong con để có bến để yên nơi yên chỗ. À, mình đã từng có cuộc tình nào chưa hay là có bao nhiêu cuộc tình rồi? Tình trường của em thì có 2 mối tình, 30 tuổi và 35 tuổi. Tại vì lúc đó hoàn cảnh gia đình này khó khăn quá, em chưa nghĩ tới hạnh phúc. Em là chị cả trong gia đình, thành ra hạnh phúc riêng tư em chưa nghĩ chị. Thật sự bây giờ thì có tuổi thì em mới nghĩ. Hồi Tết cái gì mẹ nói thôi con ơi con, kiếm người nào con ưng đi. Thì trong lúc mẹ thì em rất cảm động. Anh thấy làm sao? Trong cái đó cũng là một cái cảm xúc rất lớn. Một cái người sống có nội tâm gia đình. Bên đây có hẹn hò chủ động với bao nhiêu cô gái rồi ạ? Dạ, cũng được. Ba mối tình. Rồi em thấy anh dừng lại 2 giây anh đếm là em lo lắm luôn anh Phúc. Ba mối ha. Mối tình đầu tiên là vợ mình cưới. Đi nghĩa vụ về cưới. Là năm đó mình bao nhiêu tuổi? Năm 24 tuổi. Thì ngày xưa thì cũng làm mai đó. Rồi lúc đó thì hoàn cảnh ở dưới quê thì cũng khó khăn. Rồi mình cứ nghĩ để mình thoát thân để bước chân lên thành phố để mình lập nghiệp làm ăn để cho nó tạo nghiệp. Rồi về sống một thời gian được 8 năm, có được 2 bé gái. Năm 32 tuổi bắt đầu mới cất nhà. Rồi cất nhà lên bắt đầu gia đình hai bên bắt đầu lấn cấn, mất lòng với nhau. Thì trong cái sự tự ái đó mình mới bất động, không có sống với nhau nữa. Chia tay ly thân hết 6 năm. Rồi nói chung là mình cũng mong để hàn gắn lại được, nhưng mà mình cứ nghĩ vậy nhưng mà nghĩ hoài nó cũng được. Thì tới năm thứ 8 là bắt đầu ra tòa ly dị luôn. Dạ, yeah. Đến bây giờ thì hai con đang sống với ai anh? Sống với mẹ. Thôi ra thì tài sản bất cứ một món gì mình cũng không có lấy hết. Mình để hết cho vợ. Để hết cho vợ cho con đó, nuôi con. Ai là người chia tay? Em là người chia tay. Nếu nói không được nữa thôi mình tự giải thoát cho nhau, không có ràng buộc. Còn mọi mặt là rất, sau đó là vui vẻ. Từ miếng ăn tới miếng uống, nói chung là không có phàn nàn gì hết. Cứ đi làm về có cơm no ăn là được. Đơn giản vậy thôi, có cơm no ăn là được. Ừ. Chị Duyên, mình làm thợ may nhưng mà mình nấu ăn giỏi không chị? Được chứ không giỏi, em cảm nhận em ăn được. Nói chung không chịu ăn ngoài. À, thích thì nấu, tại vì hiện tại em ở con mình à. Ví dụ bữa nào thích thì chợ nấu, còn không thì không nấu. Mình thích ăn cơm ngoài hay thích ăn cơm nhà nè? Cần một mái ấm gia đình, cần một mái ấm gia đình. Vậy thì ngoài cái chuyện mà mình làm công việc chính của mình là thợ may, mình nấu ăn cũng được, thì chị thấy là mình có cái ưu điểm gì nè? Em vui vẻ, hòa đồng, sống ông rất là thiệt tình mà chân thật. Còn khuyết điểm là em mỗi cái mà em quên. Hay quên? Có dụ mà em muốn đi đâu hay là công việc gì là em phải sắp xếp, em chuẩn bị trước là cái khuyết điểm của em. Còn nói chung là phải chuẩn bị. Hay lo xa. Lo sánh hay lo xa. Rồi ngày hôm nay mình tới đây nè, thì mình kỳ vọng là mình sẽ tìm gặp được một cái người để mình có thể hẹn hò đó. Thì người đó mình mong muốn là người ta có những cái biểu hiện gì? Ngoại hình dễ nhìn chút. Tóc dài, tóc ngắn. Dạ, cái đó không yêu cầu. Mình thích người phụ nữ gia đình, hiện đại. Rồi. Mọi lúc mọi nơi. Trời ơi sao thấy dễ dữ rồi chị Duyên, sao nè? Mình mong mình tìm được cái người có đặc điểm làm sao? Anh đó không gia trưởng. Không gia trưởng. Dù công việc anh thì quản nhậu được. Tại cái theo em nghe thì biết cái nghề đó anh nhậu, nhưng mà cũng phải biết dừng, điểm dừng là được rồi. Chứ cuộc sống thì cùng nhau chia sẻ vậy thôi. Có cần ta giàu không? Không cần giàu. Trời ơi được quá ha. Mình có ngại đến với một cái người đàn ông mà họ từng ly hôn mà họ có con riêng nữa. Không sao chị, cái đó là chuyện ngoài không ai đến mà muốn hết. Tại vì nhưng mà hôn nhân của anh đã gàng rồi, không sao. Em không ngại vấn đề đó.
Trời, thích cái chữ này nè, thích cái chữ hôn nhân gọn gàng đó. Đúng rồi, cái quá khứ nhiều khi mình đâu có quản được, đúng không? Bây giờ ông trời ông ráp tụi mình lại cái lúc này thì mới gặp nhau. Ừ, quá khứ thì ai cũng có cuộc đời, nhưng mà quan trọng là phải gọn gàng. Gọn gàng chưa? Dạ, gọn gàng. Gọn gàng rồi đúng không anh? Trời, dễ thương quá. Nói chung là không có tính lăng nhăng. Bạn cũng vậy, chỉ một. Chứ còn mình không có kiểu mà quen rồi bạn rồi người yêu rồi em gái gì, không có tính đó. Cho dù bạn cũng vậy, đi lại một cái điểm đó chơi, đi đám cưới hoặc đi uống cà phê dần trở theo. Chỉ một. Quá trời được luôn rồi đó. Hình mẫu của mình là chỉ cần không gia trưởng là được. Dạ. Yeah. Nãy giờ theo cái giọng nói mà mình nghe, mình nghĩ rồi là bên đây gia trưởng không? Không, thấy em thấy nếu mà cái giọng nói của ảnh thì ảnh rất là dễ mà thông cảm. Hầu như có thể là cũng ok đó. Em không biết là hai người bấm hay không, chứ em thấy ông trời bữa nay ông tính dữ lắm nha. Yeah. Em đố anh vậy chứ bởi gì mặc áo màu gì á? Dạ, nếu mà thợ may thì chắc áo bông. Áo bông? Áo có cái bông. Mình cũng phải có một chút xíu, bông hoa một chút xíu. Bông hoa một chút xíu. Cái bông mình đó nó rất cầu kỳ luôn cho anh hay. Chất lượng đàng hoàng luôn. Vậy là quá thích. Đố chị với anh mặc áo màu gì á? Mình đang đố màu trắng, màu sọc. Màu sọc. Sọc. Tư tưởng em vẫn thích nam mặc áo trắng. Nhưng mà do cái ý thích của người nam đó thì màu khác cũng được, không sao. Quan trọng là tươm tất gọn gàng. Dạ, đó đúng không? Dạ. Nãy giờ mình nghe tiếng rồi, mình án chừng rồi, bây giờ mình sẽ được nhìn hình nè. Và mình đoán thử coi là người nào là cái người mà nãy giờ mà mình đang trò chuyện thông qua cái vách ngăn này nha. Để coi coi là mình đoán được chính xác hay không. Hai anh chị sẽ lướt màn hình điện thoại ha. Mình sẽ lướt qua, mình sẽ lướt qua. Mình lướt đi chị Duyên. Mình nghĩ coi là nãy giờ mình đang nói chuyện với ai. Cái dáng em. Cái dáng, cái giọng nè. Nhiều khi ít nhậu thì bụng chắc cũng không bự lắm đâu nghe chị ơi. Dạ. Ốm ốm. Thợ may thì thường... chưa, tại vì có cái bông, cứ có bông là dừng lại đúng không? Trời đất ơi. Rồi, giờ em sẽ cho hai người kiểm tra đáp án. Mình chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu nha, mình không cần nói gì hết trơn á. Rồi, chuẩn bị nha. Thả lỏng nha chị Duyên, dễ thương quá à. Rồi, giờ kéo nha. Rồi tự kiểm tra đáp án của mình nha. 3, 2, 1. Đúng, đúng rồi. Đúng không? Đúng không anh? Không có đúng. Thôi nha. Vậy là ảnh bị hình dìm rồi. Đúng không? Rồi, chứ cái hình của ảnh thì có vẻ như là nó khác ở bên ngoài một chút. Rồi mình đoán đúng không? Mình tự kiểm tra coi mình đoán đúng không? Cũng trật luôn. Nhưng mà nó có hai cái rất là dễ thương. Là anh chọn chị ấy vì chị ấy mặc áo dài. Chúng ta có cái áo dài ở đây. Còn chị chọn anh đó là bởi vì anh ốm ốm. Dạ. Anh ốm đây. Đúng gu luôn, đúng gu luôn. Cảm xúc của mình sao? Chị Duyên nói trước đi. Cũng hồi hộp, hồi hộp. Mà khi mà chạm mặt rồi thì thấy một một cái mô tả đi, một cái thôi. Thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Anh sao? Nói chung mới gặp bạn gái lần đầu tiên thì mình cũng hồi hộp theo cái giọng nói và cái cách sống, thì nói chung là quá là tuyệt. Mình tặng quà đi, lần đầu tiên gặp nhau. Rồi. Muốn quà tặng cho em. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Đây là cái áo sơ mi là em mai em gửi tặng anh. Em mới vừa mai xong không chị? Trời đất. Tại em mai theo cảm tính của em. Nói chung là áo có thể em vừa. Okay, nhưng mà em thích màu trắng, em sẽ chọn anh màu trắng. Một cái áo sơ mi trắng. Anh thích màu trắng. Rồi, cảm ơn hai anh chị, mình có thể ngồi xuống. Dạ, mời anh mở quà. Trời ơi. Trong đó còn có một cái ví nam nữa chị. Trời ơi. Ví nam là tại vì nam lúc nào cũng hay xài ví, lúc nào thì anh xài anh nhớ thêm. Dạ. Ướm vô luôn đi anh.
nó rất là vừa luôn á chứ. Trời, đóng thùng vô rồi thêm cái ví nữa là bảnh tỏn. Mình có mong muốn là bạn gái biết được món quà của mình là cái gì không? Mong à. Mở luôn. Trời ơi, cái gì đây? Một cái khăn tròn. Là ý là rủ người ta đi Đà Lạt luôn đó hả? Là sau chương trình bữa nay đó hả? Trời tiết lạnh, quấn khăn tròn cổ cho ấm áp, nhớ người bên cạnh. Rồi, trời ơi. Và một son với phấn trang điểm. Rất là đúng với cái tâm tư ban nãy ha, là mình mong muốn một cái người bạn gái, một cái người phụ nữ là chăm sóc cho bản thân mình, sống hiện đại. Thôi thì bây giờ sẽ mời hai anh chị cùng ăn trưa với nhau để có thể trò chuyện riêng tư, hỏi những gì mà mình muốn hỏi đối phương mà không có mặt bà Nhi A ở đây cho nó rối đội hình. Anh xuống đây hồi mấy giờ anh? Hôm mình đi xuống đây là 1 giờ. Xuống xong rồi mà sáng đêm lên không ngủ được luôn. À, hồi sáng thôi 5 giờ em đã dậy em giật mình rồi, dậy chuẩn bị. Mặc dù em ở đây rất là gần. Nhà em lên thành phố lâu chưa? Em lên lúc là 20 mấy tuổi nha. Nhà anh mấy anh em? Anh 3 anh em, anh thứ 2. Rồi còn 2 em trai nữa. Ủa mà sao giống em quá vậy? Em thứ 2 trong nhà. Chung cái đường làm ăn thì anh đặng lắm, nhưng mà cái đường tình duyên nó hơi trắc trở. Mong tìm được một cái hạnh phúc để mình, bây giờ cũng lớn rồi, còn trẻ thì mình đi lông bông thì nó khỏe, nhưng mà mai mốt về già đó thì mình cần một người để chăm sóc nương tựa với nhau. Cái điều anh cần thiết là vậy. Dạ, tại vì lên thời lượng đây thì nó cũng quá ngắn thời gian, còn gặp anh đây là cũng có duyên mình mới gặp được nha. Thì anh cũng mong vậy. Thì giờ mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Dạ. Chứ giờ mình có chút rồi mình đâu có nói kịp. Dạ. Còn như cuộc sống vậy, mọi thứ là anh chuyên làm lắm. Kể cả chủ nhật anh cũng không nghỉ. Anh rất là chịu khó. Kể cả anh về nhà là nấu nướng, nấu ăn, tất cả các món anh vẫn làm được. Em không phải ngại với người đó. Em thì nói chung thì về nhà cũng được, nhưng cũng không dở đâu, không phải là dở lắm. Cũng biết à, cũng biết chăm sóc. Nói chung dễ nuôi lắm, mình có cơm anh ăn là được. Cho anh dễ vào sống. Dạ, dễ nuôi vậy hả? Ừ, là những cái món mà mình kỵ mình không ăn rồi. Anh Dung nha. Dạ. Cũng trưa rồi cũng. Chào em, thấy anh sao? Mới gặp lúc đầu thấy có một cái ấn tượng gì không? Thấy cũng dễ mến. Nói chung mình cùng dùng miền mà. Dạ. Tại vì nếu mà tính á, từ Tiền Giang xuống em cũng gần á. Thì em thứ ba nó cũng có vợ bên Cao Lãnh. Cao Lãnh hả? Gặp ruộng á. Cao Lãnh là phía trên, còn em ở ngay chỗ làng Hoa Xe Lét á. Đi vô. Cũng gần. Cũng gần. Nói chung là gặp em, nói chung thì anh cũng ngoài cái sự mong đợi, nói chung anh cũng rất mừng. Nói chung thì em gặp anh cũng ngoài sự mong đợi luôn. Xong chương trình, xong cái chương trình này để mời em mình đi ăn đi, trò chuyện. Dạ. Với có hai anh chị đó. Dạ. Để làm quen luôn. Dạ. Rồi xong rồi có gì anh ghé chỗ biết nhà rồi cái lần ngồi tới với mình anh rồi. Xuống được. Trời ơi, chưa gì mà ngồi bàn anh xuống em rồi em lên anh rồi. Giờ mình ăn trưa xong rồi hen. Ai chọn chỗ hẹn kế tiếp nè? Dạ, theo mình thì ưu tiên cho phụ nữ. Rồi mình mà được hẹn chỗ kế tiếp là mình định hẹn ở đâu nè? Nói chung quận 7 em có nhiều chỗ quá, cà phê lắm chị. Cà phê máy lạnh đồ nè. Chọn cái chỗ sao nè? Em phải hỏi bên ảnh trước cái chị. Ví dụ là sân vườn hay là chỗ nào thì em dẫn. Tại vì bên em là nhiều chỗ, tại em cũng hay đi cà phê với mấy bạn á. Giờ sao anh thích gu nào anh? Máy lạnh, sân vườn, lãng mạn, ồn ào, giờ gu nào? Nói chung là tùy bạn gái, chỗ nào lãng mạn chút xíu cũng được. Giờ mình cũng lớn rồi, hỏi câu này chứ không kỳ đâu. Rồi ghế đơn hay ghế đôi? Cà phê ghế đơn hay cà phê ghế đôi? Suy nghĩ ghế lâu ạ. Ghế đơn, ghế đôi à? Bây giờ nhà trai quyết định là ghế đơn hay ghế đôi, hay là nhà gái quyết định? Để anh trả lời đi. Để anh trả lời. Như là tình cảm đâu đó thì mình chọn ghế đôi. Là bạn bè hay là tình cảm? À, tình cảm quyết định cho nhau hẹn hò thì sẽ chọn ghế đôi. À, vậy thì ví dụ bữa nay nha, lát nữa hai người bấm nút nè, rồi ngày mai hẹn đi cà phê nè, thì ngày mai là đi ghế đơn hay ghế đôi? Thì mình cũng nói với bạn gái là sau buổi ghi hình này, trong buổi chiều mình cũng đi ăn uống gì để chia sẻ.
buổi chiều nay luôn ha anh. Trời, tính ra em cũng sống chậm quá mọi người. Thế thì bây giờ mình sẽ cần một cái người nữa bên ngoài ha. Hôm nay thì hai anh chị tới đây là đi một mình hay đi với ai? Nhà Phúc đi với hai anh chị. Nhà gái thì sao? Nhà gái chắc nhà gái hồi nãy có hai người chị chơi thân mà sợ tới không kịp. Nhà gái lên không kịp. Rồi, dạ mời hai anh chị của nhà trai sẽ cùng bước lên trên này ạ. Rồi, dạ em mời hai anh chị sẽ giới thiệu về mình với quý vị khán giả. Mình thì là tên là Lâm, đồng nghiệp với Phúc. Dạ. Thì anh em cũng gắn kết một thời gian cũng tương đối lâu. Còn dạ, đây là chị của Phúc. Mình tên gì chị ha? Em Thuận. Chị Thuận. Trước hết thì mình xin nói về Phúc trước. Dạ. Thì Phúc một thời gian cùng công tác với mình và cũng có một thời gian cùng anh em cũng qua lại với nhau. Thì thấy Phúc là có một người là rất là năng động. Phúc cũng là một người không ràng buộc gì cả. Mặc dù lúc nãy đến giờ thì mình chưa lắng nghe thì chưa rõ ràng lắm, nhưng mà nhìn sơ cơ bản á thì mình thấy bạn là một cái người là thợ may. Nhìn cơ bản thì cũng thấy một người rất là có chiều hướng về gia đình. Cho nên mình nghĩ đây là một cái là cái niềm hạnh phúc cho Phúc. Thì chọn là cũng rất là hợp. Một cái nhân duyên. Bạn rất là hiền. Phúc có một tính quyết đoán cho nên nhiều lúc mình sợ nó quyết đoán quá thành gia trưởng. Mình nghĩ đây là cái điểm mạnh. Nhưng mà đừng có quá, làm dùng quá thì nó trở thành điểm yếu. Cái gì quá nó cũng không tốt anh hả? Rồi, cảm ơn rất nhiều sự góp ý, sự chia sẻ từ nhà trai. Rồi, bây giờ thì không biết cảm xúc làm sao. Bây giờ mình thử tương tác một cái đi. Nãy giờ ngồi xa nói chuyện, quà thì cũng tặng rồi. Nhưng mà cũng chưa có tương tác gần. Anh cho nắm tay hả? Rồi, giờ phải hỏi người ta, anh nắm tay người ta, anh hỏi người ta chứ anh nhìn em vậy. Vậy thì mình qua mình hỏi ý kiến anh nha. Thả lỏng chị Duyên. Cho anh nắm tay. Tạo một cái cảm giác buổi ban đầu mình gặp mặt. Dạ. Giờ thì mình tạo một cái cơ hội cho nhau để về sau. Dạ. Và mãi mãi. Dạ. Dạ, dạ thời lượng cho nắm nhiêu đó thôi ạ. Hết giờ rồi ạ. Bây giờ sẽ là cái thời khắc rất là quan trọng. Hạnh phúc và tình yêu nó là một cái cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Mình đều có quyền tìm kiếm mà. Rồi bây giờ mời hai anh chị sẽ đặt tay của mình lên trên cái nút có hình trái tim. Nhắm mắt nha. Bây giờ em sẽ đếm ngược. Giờ sao anh? Bây giờ em sẽ đếm ngược. Giờ sao anh? À từ từ từ, không có hỏi. Chơi hỏi ai chơi cho lại. Không sao hết. Bây giờ em không có muốn là hai người sẽ bị ảnh hưởng bởi đối phương. Chúng ta có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình và thành thật với cảm xúc của mình. Khi hai người nhắm mắt thì hai người hãy tự kiểm tra lại cảm xúc của mình, tự suy nghĩ lại cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay để đưa ra quyết định ha. Mình cũng đã trò chuyện rồi, mình đã thấy đối phương có điểm mạnh rồi nè. Và hãy cho bản thân mình cũng như đối phương một cái cơ hội xứng đáng nhất. Tình yêu nó xứng đáng được tìm kiếm mà ha. Bây giờ em bắt đầu đếm lùi đây. 5 4 3 2 1 Mời quyết định ạ. Mời quyết định ạ. Bấm hay không bấm ạ? Wow. Dễ thương. Hồi nãy anh bấm mà anh có sợ bên kia không bấm không? Thì nói chung cũng hồi hộp. Cũng hồi hộp. Cũng sợ. Chị Duyên thì sao? Tại vì em nghe cái cảm giác là anh bấm trước. Trời ơi! Chơi ăn gian quá! Trước vô khi em hỏi anh sao là... Họ đã về chung một đội với nhau. Em muốn biết là hai người có muốn giao kèo với nhau bằng một cái động tác thân mật nào đó để cho khán giả xem chương trình yên tâm không ạ? Giờ sao, hồi nãy qua nắm tay rồi đó anh Phúc, giờ có gia tăng thêm cấp độ không anh? Giờ làm gì thì hỏi bạn gái đi chứ trời. Sẵn em một nụ hôn để tạo cảm giác ban đầu ạ. Dễ thương quá.
chương trình cũng rất mong, và em tin là quý vị khán giả cũng sẽ rất mong sớm nhận được tin vui từ hai anh chị trong việc phát triển mối quan hệ của mình. Mình tên Lê Xuân Hải, hiện đang là ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hải đang làm công việc gì? Quản lý nhân viên công ty bại sĩ. Đó là mình đi làm cho người ta hả? Trong công ty? Đi làm cho người ta, là nhân viên. Anh Hải là năm nay sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1978. Năm nay là 45 tuổi rồi ha. Đẹp ha, tuổi đẹp ha. Ngoài việc công việc đó ra thì anh Hải còn làm công việc gì nữa không? Mới mở thêm, hùng thêm với bạn kinh doanh xe máy điện. Điểm mạnh, điểm yếu của anh Hải là gì nè? Cũng hòa đồng, cái tánh thương người, cũng đôi khi cũng rất là năng động. Còn điểm yếu của em thì đôi khi cũng hơi chậm, hơi quên chút. Thí dụ như lúc mình rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì? Thường đi xem phim hoặc đi du lịch. Rồi, cảm ơn anh Hải nha. Đó là những cái thông tin sơ bộ vì chàng trai 45 tuổi bên này. Rồi, còn em gái? Dạ, em tên là Lê Dung, làm kế toán ở công ty Logistic. Em năm nay 41 tuổi. 41 tuổi. 41 tuổi là cũng sinh 82 rồi. Mình đang sống ở đâu Dung? Nhà em thì ở quận 9, mà công ty chính của em là em ở quận 4. Mà em mới đi công tác ở Bà Rịa Vũng Tàu, nên là tạm thời em làm trong thời gian ngắn sẽ làm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Có nghĩa là tạm làm Vũng Tàu thôi. Dạ đúng rồi. Sau này mình về lại trên này. Thời gian ngắn hạn thôi chứ gì. Dạ. Rồi mình đang ở với ai? Em ở trên này thì em ở với mẹ, còn ở dưới Vũng Tàu thì Bà Rịa thì em thuê phòng em ạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu của em thì là vô tư quá nên đôi khi nó trở thành vô tâm. Còn điểm mạnh của em là em thích đi thiện nguyện và em thích đọc sách và phát triển học và học các lớp phát triển bản thân. Bây giờ mà còn có người thích đọc sách là giỏi rồi. Nhiều khi chị Tường mua sách về quá trời mà để em tủ hoài, lâu lâu dần dần mình cũng mua sách nhưng mà không có đọc, không có thời gian để đọc. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Dạ lúc rảnh rỗi em thường hay đọc sách và em tập yoga. Tập yoga nữa? Dạ. Wow. Rồi đợt này đi xuống dưới vậy là chắc là cũng đọc sách thôi chứ tập là tầm rồi. Dạ, có tự tập không? Dạ, vẫn tự tập luôn. Không, em đi ra trung tâm chị. Trời ơi, giỏi dữ vậy đó ha. Tình duyên thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi nè. Dạ, em đã có một đời chồng mà đã ly hôn rồi. Mình có cháu nào chưa? Dạ, em có được hai bé, một bé gái 10 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Là giờ con là ở với ai? Dạ, con em ở với ba, với ông bà nội ở ngoài Đà Nẵng. Nên là em sống ở đây có một mình, cũng muốn tìm một người để lúc có về già có nhau. Có mình có thường hay thăm nom con, không có ai được gặp con không? Dạ có, ông bà nội vẫn tạo điều kiện cho em gặp bình thường. Nhưng mà hồi trước vậy là hồi trước là em ra lập gia đình là đi ra Đà Nẵng hả hay sao? Lập gia đình là ở ngoài, ở Sài Gòn. Nhưng mà sau khi mà em có bầu bé thứ hai thì ba bé đi về quê. Xong đến khi em sinh xong thì ba bé đi về quê luôn. Nên em nuôi con một thời gian thì em thấy con em nó thứ nhất là nó hơi bị thiếu thốn tình cảm gia đình á, tại vì nhà em thì cũng không có đông người nên là việc chăm sóc bé cũng không có được tốt bằng gia đình chồng, nên là gia đình chồng cũng nói chung là cũng thuyết phục em và cũng tác động tâm lý nên là em cũng đồng ý. Mình lấy nhau được bao lâu rồi, nguyên nhân tại sao ly hôn em? Dạ em lấy được 8 năm. Rồi. Thực ra chồng em thì cũng rất là tốt, rất là thương vợ thương con và cũng không được chè cờ bạc gái gú gì hết, có điều là không mạnh mẽ thôi à. Không có được mạnh mẽ lắm là sao? Không mạnh mẽ lắm trong cái suy nghĩ, trong cái quyết đoán hay là dạ, cái con đúng người rồi, hay là như thế nào? Trong suy nghĩ và quyết đoán không có được quyết đoán mạnh mẽ nên là hay bị tác động bởi gia đình thì nhiều hơn. Ví dụ như là em với chồng em cùng đi học đại học hết, em thì lại thích đi làm, còn chồng em thì lại thích kinh doanh buôn bán vải. Thực ra em với chồng em đều buôn bán không có tốt, bị thua lỗ rất là nhiều, nhưng mà chồng em vẫn muốn buôn bán thì em vẫn đi làm, em vẫn phụ chồng em buôn bán, nhưng mà chồng em không chịu, chồng em bắt em là phải nghỉ làm luôn. Mà thực ra bọn em buôn bán thì không có được á, nên là một thời gian thì nó bất đồng quan điểm thôi. Chứ còn ảnh thì thật sự cũng rất là tốt. Với lại chắc là do em lúc đó còn trẻ nên cũng không khéo léo để biết cách. Rồi mình có hòa giải đôi gì trong thời gian không? Dạ có. Rồi em cũng ly thân cũng lâu, cũng hòa giải. Nhưng mà chồng em khi đó là chồng em đi về quê rồi. Thì anh không có muốn nữa. Chính thức là ly hôn là được bao nhiêu lâu? Chính thức ly hôn là được 2 năm.
Ồ, mới 2 năm thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ly thân thì là cũng 6 năm rồi. À, là tổng cộng là 8 năm. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Có khi nào anh liên lạc với em không? Dạ không, em gọi về thường thăm con em thôi. Nói chung bọn em chỉ giữ quan điểm với nhau là ở mức độ bạn bè. Em về thăm con thì anh với em cũng chở con đi ăn sáng, uống cà phê như hai người bạn bè thôi. Tại vì bọn em nói là con nó đã không đủ tình cảm của cha mẹ rồi, cho nên là sẽ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất. Hai đứa con là không ở với em nữa hay là 8 năm luôn rồi, hay là mới 2 năm sau này thôi? Dạ không, em nuôi hai bé sau này được 1 tuổi thì mới về ngoài quê. Dạ ông bà nội nói là bé lớn đến tuổi học lớp 1 rồi nên là phải về cho ổn định để đi để đi học. Dạ rồi. Giờ cho nên cuộc sống của em trong này cũng ổn định rồi ha. Bây giờ mình là coi như là tính tới chuyện tương lai, lo cho mình cái mái ấm gia đình, đúng không? Dạ. Rồi. Còn tình duyên của mình như thế nào nè? Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi anh Hải? Em thì cũng cưới vợ, cũng hai vợ chồng sống cũng được gần 10 năm. Năm 18, 19 thì kinh tế gặp khó khăn, cái xong rồi vợ em tự ý lấy hộ khẩu của mẹ em đứng tên đi vay ngân hàng á, rồi không biết là giấu chồng giấu mẹ chồng đi làm gì, vay mấy trăm triệu làm ăn không biết gì không, rồi coi như là thiếu nợ ngân hàng tới đòi với, rồi cái xong rồi mẹ em cũng buồn, cái em mới đơn phương ly hôn. Hoàn cảnh đó thì vợ em cũng mấy năm đó trốn nợ luôn, nên đơn phương ly hôn rồi vợ em thì nuôi con bé được 10 tuổi, em chu cấp. Cũng không biết là cổ làm gì, rồi cổ lấy với hộ khẩu nhà đi cầm vậy thôi, rồi mình phát hiện ra là rồi ly hôn luôn. Phát hiện ra là ngân hàng tới đổ nợ, ngân hàng tới 2-3 ngân hàng tới đòi nợ rồi. Mẹ em mà em cũng phụ trả nợ một phần. Rồi cái xong rồi cô ấy trốn nợ. Nợ rồi thôi em đơn phương ly hôn. Trốn nợ sau rồi đem con theo. Thì mấy năm gần đây mới quay về, đứa con đã có người mới rồi. Có nghĩa là cái thời gian trốn nợ đi là anh không biết cổ đi đâu. Dạ, là mình mới làm giấy tờ đơn thân anh nuôi con. Rồi sau đó cổ về lại cổ tìm. Rồi mình cũng cho nhận mấy cháu. Một bé trai hay bé gái? Bé gái 10 tuổi. 10 tuổi rồi cho con ở với mẹ luôn. Là bây giờ cổ cũng ổn định rồi. Chứ là ly hôn được bao lâu rồi? Ly hôn năm 19 á chị. Lúc đó cổ làm gì mà anh chồng mà trong nhà mà cổ làm công việc gì, kinh doanh gì mà anh không biết? Giấu em không biết làm gì luôn. Nói mượn hộ khẩu, mượn giấy tờ để đi xin việc mới. Rồi xong rồi đem đi vay mấy ngân hàng. Hay là bây giờ mình cũng mấy năm rồi ha. Dạ. Là sẵn sàng để có mối quan hệ mới chưa? Dạ cũng có, sẵn sàng. Anh lo lắng điều gì không khi mà mình bắt đầu bước vào một cái mối quan hệ mới? Không có lo lắng gì, nó cũng mong là hai người có thể cho mối quan hệ tìm hiểu nhau để có gì coi có hợp thì sẽ tiến xa. Nhưng mà em vẫn thắc mắc một chỗ là hai vợ chồng ở với nhau 10 năm rồi chứ không phải là mới lấy 1-2 năm. Dạ. 10 năm rồi, con cũng lớn rồi, cái là mình cũng hiểu nhau rồi. Rồi vợ mình làm gì mình đổ nợ mấy trăm triệu mình không biết, rồi cái đổ nợ cổ bỏ đi rồi mình không lo lắng, không đi kiếm mình bỏ đi, cái mình làm ly hôn luôn vậy. Từ đổ nợ là năm 16 á, xong rồi là em giao điều kiện giờ em có muốn về để phụ làm trả nợ với anh á thì hai đứa mình còn ở lại làm nuôi con. Rồi xong rồi khó không về. Rồi em cũng tự một mình làm trả nợ cho cổ. Rồi thì bây giờ hai người thấy hoàn cảnh câu chuyện thì cũng tương tự như nhau. Thì bây giờ mình mong muốn khi mình tìm một cái người mới nữa đó thì mày hỏi em gái trước nha, mình mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một người chồng, việc đầu tiên là phải chung thủy. Cái thứ hai là phải chia sẻ, thấu hiểu và quan tâm. Tại vì có sự chia sẻ, thấu hiểu thì mới có sự đồng điệu về trong tâm hồn. Và phải yêu thương em thật lòng. Vì em cũng lớn tuổi rồi chứ cũng không phải là còn trẻ mới lớn mà đòi hỏi yêu cầu cao. Đối với em mới nhiêu là được. Về ngoại hình hay là về tính cách hay là gì đó, mình có cái yêu cầu gì đối với đối phương không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được ạ. Phải cao hơn em. Chứ phụ nữ là khó tính lắm mà. Thường thường là phụ nữ sẽ khó tính và sẽ kén chọn hơn đàn ông. Mình còn muốn sanh thêm bé nữa không? Em lấy chồng mà thật sự chồng em cả hai cùng muốn á.
để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì em vẫn có thể sinh thêm thì một đúng bé. Rồi đó, cho nên là phải nhanh lẹ chứ không thôi là không kịp. Như tới như chị Tường là hút luôn rồi nha. Đó, chia sẻ vậy đó. Rồi thế còn bên đây anh thì như thế nào? Mình mong muốn tìm một đôi, cái người trong tương lai mình là người như thế nào nè? Kiếm người vợ biết san sẻ, biết em cũng san sẻ với người vợ đó. Cái gì thì vợ chồng bàn với nhau, đừng có mà tự ý hay là tự quyết mà không tôn trọng nhau. Em sống thích hòa đồng vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau. Cái gì mình muốn mình phải nói ra mới người ta mới biết. Không có thần thánh nào mà đón trước suy nghĩ của đối phương được, đón trước suy nghĩ của đối phương được. Đối đàn ông thì thường hay kém trong cái mảng đoán lắm, mà phụ nữ mình là cứ thích là đàn ông phải đoán. Tế nhị người gọi là tinh tế là phải đoán. Nhưng mà thật sự yêu mình, cái quan điểm của phụ nữ mình á là hãy yêu thương mình á là có sự quan tâm, mà quan tâm thì sẽ hiểu mình muốn cái gì. Đúng chưa? Nhưng mà đàn ông người ta lại có cái lý của đàn ông là đơn giản thôi, cuộc sống phức tạp rồi, thích cái gì thì nói đi rồi anh làm, chứ còn để mà đoán không trúng. Đó là cái sự là gọi là bất đồng, khó chạm được cái với nhau của người nam và người nữ. Và bây giờ trên tay của tôi là những tấm hình để mình có thể dự đoán. Trong những người này, tấm ảnh này sẽ có một người là anh Xuân Hải. Trong những tấm hình này sẽ có một người là cô Lê Dung. Xin mời hai bạn đoán xem ai là người đang ngồi nói chuyện với mình ở trước mặt. Lê Dung 40 tuổi là cô nào? Đoán nha. Nãy giờ mình nói chuyện đó, hai đứa con ha, làm nhân viên văn phòng ha, cái toán ha, cái toán đúng không Dung? Dạ đúng rồi. Rồi ai? Chắc là người đeo kiến này. Lý do sao chọn cô đeo kiến đó? Thường kế toán tính toán. Nghe kế toán là vô cô đeo kiến phải không? Rồi để đó coi có phải không nha. Dạ em chọn anh này. Sao chọn anh đó? Cách nói chuyện em cảm nhận. Phụ nữ luôn tinh tế ha. Rồi cầm điện thoại nha, tôi mở cửa trái tim coi coi hôm nay là sự nhảy bén của hai người, cái cảm nhận của hai người như thế nào nè. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em. Hay quá Dung ơi. Ủa rồi phải Dung là cô đeo kiến này không? Dạ không. Ê, rồi coi lại coi cô nào. Thấy chưa đó. Cô nào? Đây cô này. Cô nào? Rồi hỏi cổ coi phải em đây không? Dù khi trong ảnh với ngoài ta khác nhau lắm à. Dạ không. Thấy chưa? Nhìn hình rồi mà còn đoán không trúng nữa. Đây. Lần thứ ba. Dạ đúng rồi. Mất qua tam ba bận thôi kệ. Cũng vớt được cú chót đó. Nhưng mà không công nhận là Dung hay nha. Nhìn vô cái mà đoán trúng anh nó liền hay gì. Rồi như vậy là đoán cho vui thôi, để mình thử cảm xúc của mình ngày hôm nay thôi nha. Dạ. Bây giờ thì Tường sẽ ôi nè tặng quà cho nhau đi. Mở cửa trái tim rồi mình tặng quà qua trái tim đi nè. Anh có bữa anh đi Đà Lạt có cái khăn choàng tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Mùa này lạnh rất là có ý nghĩa với em. Em cũng có một món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em. Dạ. Chúc anh thành công trong mọi lĩnh vực. Rồi, em cũng ơn. Có một món quà, đây là em bảo sĩ tinh dầu xả, em tặng em chị Cát Tường. Rồi chị cảm ơn em nha. Nhưng mà rồi ngồi xuống đi. Dạ. Cái quà tinh tế quá. Rồi khui coi quà ta cổ tặng mình là quà gì. Rồi cái cà vạt ha. Rồi cảm ơn em nhiều, chúc em luôn năm mới luôn vui khỏe trẻ đẹp và thành công trong mọi hạnh phúc. Nghe nè, hai cái món quà này nó có sự trùng hợp với nhau. Dạ. Người tặng khăn, người tặng cà vạt. Dạ. Biết ý nghĩa của cái món quà mình là cái gì không? Dạ, có như là luôn bên mình á, để có thể là nhiều khi để nhớ đối phương. Trời ơi, khăn là cũng để quàng cổ móc vô, mà cà vạt cũng là choàng rồi móc vô. Nhưng hai người này trùng hợp nhau ghê nha. Có ý nghĩa muốn móc và giữ đối phương đó nha. Rồi bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn trò chuyện với nhau một chút xíu. Chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn thưởng thức buổi trưa cùng với chương trình. Lưu ý là mình vừa ăn rồi mình vừa trò chuyện với nhau nha. Có cái gì mình chưa hiểu về nhau thì mình nói chuyện cho nó thoải mái, để mà mình hiểu được nhau nhiều hơn. Một chút xíu nữa là chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Rồi mời đồ ăn. Em thì hiện giờ em đang ở đâu? Bên này em có chia sẻ là nhà em ở quận 9. Em hiện tại thì đang làm ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu tạm thời. Còn anh làm ở Bình Thạnh luôn à? Anh thì làm ở khu vực quản lý khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp với quận Phú Nhuận. Ba quận. Bảo vệ là công ty gì anh?
À, anh công ty dịch vụ bảo vệ. Em biết tên á, tên công ty á. À, tên công ty Tùng Lâm. Theo anh thì trong cuộc sống vợ chồng ấy, điều gì là quan trọng nhất? Nói chung là hai người phải chia sẻ, phải nói những ra cái gì mình muốn để mà thấu hiểu nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nó nói ra để biết, để hiểu hơn. Rồi khi quan tâm nhau, những lúc khó khăn này kia phải chia sẻ mới đi được đến sau này. Thì theo anh thì trong vợ chồng ai sẽ là người giữ tiền trong gia đình? Anh thì vợ giữ vẫn tốt hơn. Nếu mà người vợ đó biết biết chi tiêu hợp lý, biết còn nếu mà người vợ mà giữ tiền mà không biết chi tiêu hợp lý mà, thì nói chung thì cũng Nhưng nãy em thấy anh chia sẻ là vợ anh đã bị tự ý vay tiền xong rồi bị bể nợ một mình á. Vậy lần sau anh không sợ lại bị như vậy nữa hả? Thì không có ý định khác là để cho vợ giữ tiền hả? Vẫn có, nếu mà anh phải xem người vợ đó như thế nào thì giữ tiền được thì anh vẫn cho giữ. Và hai vợ chồng phải đồng thuận nhau ở trong việc chi tiêu. Chứ mà chồng mà giữ tiền mà không nói với vợ hoặc chi tiêu rồi làm coi như là đến việc phá sản hay này kia cũng không tốt. Mà vì vợ mà cùng giữ tiền mà không nói với chồng, không có thống nhất nhau rồi làm cái việc riêng như vậy cũng không tốt. Cái gì cũng hết. Quan trọng anh phải tinh tế và thấu hiểu người phụ nữ đó thì anh sẽ biết được là họ làm những gì, đúng không? Vậy giống như em với anh cùng chia sẻ là cả hai cùng đã có một đời và ly hôn rồi. Nếu mà em và anh có duyên có thể đến với nhau thành vợ chồng thì theo anh thì mình sẽ tổ chức đám cưới như thế nào thì hợp lý? Thì nếu như vậy thì anh dẫn cho vợ anh theo ý kiến vợ anh hết, nói chung là theo ý kiến vợ anh hết. Tại vì anh nói ra cái ngày xưa anh với vợ anh là không có tổ chức đám cưới. Tại vì lúc quen nhau yêu nhau là mẹ anh không thích cô này, không nhìn mẹ anh nhìn biết không thích cô này nên ngăn cản, không có tác hợp. Rồi anh với tự ý coi như là đi ra sống riêng đó. Đi đăng ký kết hôn rồi đi ra sống riêng. Rồi. Là gia đình phản đối nhưng mà anh vẫn yêu và vẫn quyết tâm lấy chị. Tại vì lúc đó cũng có bé đó. Có bé rồi. Có nghĩa là có bé trước. Đúng rồi, có bé. Tại vì theo như em, kinh nghiệm của em á thì gia đình chồng hoặc gia đình vợ nó rất là quan trọng trong cái cuộc hôn nhân. Nếu như mà cả hai gia đình đều tác hợp á thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng rồi. Tại vì đâu đó thì mình cũng lớn trong một gia đình, mình cũng lớn lên từ nhỏ đến giờ, nó sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Anh có hỏi gì em không ạ? Em thì ba mẹ ở quận 9 hả? Dạ, ba em thì ở ngoài Hà Nội. Mẹ em ở quận 9. Là mẹ em là mua nhà ở trong đây luôn hay là mẹ em ở trong này với anh của em, anh chị của nhà em. Nhà của anh chị luôn. Dạ. Rồi ba em thì ở một mình ngoài Hà Nội. Dạ đúng rồi. Nhà em hồi xưa là ở gốc ở Hà Nội. Sau này thì anh em đi làm xong rồi đi học trong này và đi làm ra trường mua nhà thì mẹ và chồng cháu mẹ ở tới bây giờ. Mỗi năm mẹ với em đều ra ngoài Hà Nội thăm nhà. Em được mấy anh em? Dạ em được hai anh em. Là ông anh với tới em. Dạ. Anh thì có hai người chị, anh là Út. Dạ. Anh hiện giờ cũng đang ở nhà chung của ba mẹ đã mất để lại. Dạ. Rồi nhà bà chị lớn thì cũng mua nhà sát bên nhà của ba mẹ anh luôn. Dạ. Với mấy chị em ở chung nguyên dãy nhà. Dạ. Anh ăn đi ạ? Em cũng ăn đi.
Sáng em có ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. Sáng anh cũng ăn sơ, vội đi cũng ăn sơ. Tại vì nôn được gặp anh quá nên là em ăn ít. Rồi lễ Tết rồi em cũng bay về thăm con hả? Chơi với con hả? Dạ có. Em nhưng không phải Tết năm nay em cũng về, tại vì thường em sẽ về trước Tết. Vì em với chồng em cũng ly dị rồi nên là Tết về đó thì nó cũng không phù hợp lắm. Em thường em thăm con em trước Tết. Anh thì con anh này cũng lâu lâu rảnh này, mẹ nó rảnh nó trở về cuối tuần hoặc là nhưng mà em rồi. Không hiểu là tại sao mà mẹ trở về thì mới được thăm chứ anh không không bao giờ chủ động đi sang đón bé hả? Tại vì mẹ không muốn cho biết cái nơi ở của vợ chồng của anh. Nhưng mà anh cũng có thể chủ động gọi điện và hẹn. Thì có, cũng có lúc nào anh rảnh, mà nhiều khi anh rảnh anh gọi. Anh gọi mà cô ấy lại bận nên cô ấy không có trở về. Còn lúc nào cô ấy ra rảnh thì cô ấy gọi điện hỏi anh có rảnh hay không mới trở về. Như vậy. Còn đôi khi cũng anh cũng rảnh nên gọi thì cô ấy cũng rảnh thì cô ấy cũng trở về. Đi rồi. Tại vì khi em là hai cả hai đều chưa có gia đình thì dễ, cũng thăm thì cũng coi như bạn thì cũng dễ, nhưng mà bên đây là cô kia cô đã có người khác rồi. Nhiều khi người chồng kia người ta không muốn cho gặp cho nên là người ta không muốn cho cái biết chỗ ở rồi phải hẹn nhau qua điện thoại. Nó cũng hơi khổ. Này đọc chưa? Trời ơi nãy giờ chưa đọc cái này nữa, đọc lớn lên cho rồi cả ba hai cùng nói chuyện nè. Sống chung với mẹ chồng em sẽ làm gì để hòa hợp? Anh thì ba mẹ mất rồi nên cái vấn đề gì, mẹ chồng ba mẹ chồng là không có lo. Anh cũng có nhà riêng, có vấn đề là hai người chăm nhau thôi. Còn con riêng con chung này, con riêng con chung thì anh thì con ai anh cũng thương như vậy thôi. Anh có muốn có con riêng nữa không? Bây giờ có muốn có con chung nữa không? Nếu mà hợp thì cũng có thêm một, ước có thêm một đứa. Ước có thêm một đứa. Ước thêm một đứa con trai. Em à. Ủa hồi nãy là nói còn có mẹ thì là mẹ mới mất hả? Dạ mà mẹ mất rồi năm 20. Bệnh hả anh? Dạ buồn lớn tuổi. Bây giờ cũng là có bảy mấy một mình vậy thôi. Dạ ở cũng nhà sống một mình. Ở chung chung dãy nhà, nhà em cũng hai ba căn ở chung với chị á, chị mua nhà liền kề với mẹ. Nhưng mà mình là mình ở riêng cái căn riêng của mình. Dạ. Yeah. Coi như là giờ không có sống với cha mẹ chồng gì hết. Yeah. Có không, con riêng con chung thì hồi nãy bên đây cũng nói rồi là cũng có muốn có, nếu mà tùy theo cái điều kiện của chồng. Thôi bây giờ hai người á, bây giờ chị hỏi cái cụ thể một chút xíu, tại vì thật ra giờ cũng từ ngồi ngoài nghe hay là nghe hai bạn tâm sự nói chuyện cũng không biết là hai bạn có phù hợp với nhau hay không. Ngay từ đầu Tường đã nói rồi, với những người lớn như tụi mình á, cái tuổi như tụi mình á thì rất là khó và nó cần có thời gian. Dạ, quan trọng rồi. Là mình cảm nhận được, với lại là cái thời gian 30 phút của trên chương trình thì nó rất là ngắn. Dạ. Thì bây giờ mình phải nói hết những cái điều gì có gọi là cơ bản thôi. Còn nếu mà thật sự mình cảm thấy trong lòng mình nó có chút gì xao xuyến hoặc là mình muốn có tìm hiểu thêm thì bắt buộc mình phải cho nhau cái cơ hội. Bây giờ cụ thể cái hoàn cảnh của hai người, hồi nãy giờ nghe hai người nói hoài về cái chuyện là ví dụ như Tết nhất rồi sắp đến ai cũng muốn có người bạn bè đi chơi cà phê tâm sự phải không? Nhưng hoàn cảnh bây giờ cô này là cô ở đang là công tác ở Vũng Tàu đó, nãy giờ có hỏi về cái cụ thể cái chuyện đó chưa? Là thí dụ bây giờ mà muốn mời cổ đi cà phê đi ăn uống thì vào khoảng cái thời gian nào mình thử mình trò chuyện với nó cụ thể. Còn những cái chuyện xa hơn thì nếu mà có cái cơ duyên mà mình bấm nút hẹn hò nhau thì mình sẽ tính tiếp. Bây giờ cụ thể thì cái thí dụ trong thời điểm này mà muốn tìm hiểu nhau quen biết nhau thì cái thời gian của đôi bên nó như thế nào? Rồi giờ mình đàn ông mình chủ động mình hỏi thử cái nào. Thì em làm ở công tác ở Vũng Tàu rồi cỡ Tết em có Tết ta em có được nghỉ về ở thành phố không hay là vẫn? Dạ có, thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, em hay về thành phố thăm mẹ em. Mà Tết năm nay thì em đăng ký đi thiền mất rồi. Đi đâu? Dạ đi thiền 10 ngày á. Thiền của Vipassana 10 ngày. Tập thiền hả? Dạ ở Đồng Nai, Phước Nguyên.
Là mình đi xuyên Tết luôn, đi xuyên dạ, Tết luôn đúng hả? Rồi, 10 ngày là không được đi ra ngoài, không được nói chuyện điện thoại, không được nói chuyện với ai. Đi từ nào tới ngày nào? Dạ, đi từ ngày 29 tới ngày 7. Coi như là đi hết cái Tết luôn á, là đi vô là tiết lại luôn ha. Nhưng mà chắc là em xin về, 8 ngày em xin về, tại vì cuối tháng em phải báo cáo, em nộp kế toán mà. Đợt trước em có đi 10 ngày rồi, nên là em sẽ được xin về sớm hơn thì nó sẽ không sao. Mà nhờ đi vậy mới trẻ đẹp hoài đó. Mà anh có động có gọi là có thí dụ như là bạn gái mình thì bạn gái đi như vậy thì anh suy nghĩ như thế nào? Cái đó em tôn trọng, cái là bài sở thích của mỗi người em cứ vẫn tôn trọng. Em vẫn cái nào làm tốt đẹp cho người đó thì em vẫn ủng hộ, vẫn tôn trọng. Em không có phản đối hay cái gì. Nói chung cái nào mà làm trái pháp luật hay là cái trái này kia thì mình còn hướng người ta, mình khuyên nhủ, còn người ta làm cái việc tốt cho người ta thì tốt cho người khác thì không có nên ngăn cản, không có nên, nó phải khuyến khích. Con quỷ một rồi nó vô nữa rồi kìa. Hàm hương rồi chị Cát Tường đây làm quỷ hàm hương. Đồ ăn á, đồ ăn nó tới chứ. Rồi, thì giờ vậy mình cũng vẫn chưa chốt được cái lịch hẹn. Đó, bây giờ trước Tết thì sao hay là sau Tết như thế nào? Trước Tết thì em thường thì thứ bảy chủ nhật em rảnh, em về đây thì nếu mà được thì anh với em gặp nhau. Vậy em muốn hỏi một câu là ví dụ như là từ giờ đến Tết ha, thứ bảy chủ nhật đôi khi ở công ty nó hay có những cái mà gọi là tất niên hoặc là những cái công việc gì đó thì như anh yêu xa chẳng hạn, anh là con trai, anh có chấp nhận là đi xuống cái đó thăm em hay không? Nếu mà em cho anh cơ hội anh vẫn xuống. Nếu cho cơ hội là trong thời gian tìm hiểu là xa tới đâu anh vẫn tới. Vậy được rồi thì mình phải mời người ta mới đi chứ. Mà đúng là phải mời mới đi phải chứ. Mời mới dám đi chứ. Không mời mà chạy tới nói mời này. Mới đi, còn mình là cái việc mình phải thăm nom nhắn hỏi gọi điện thường xuyên để tạo cơ hội thì mới có được. Thế nói chung thật ra không, cái này cũng là tạm thời. Thứ hai là bây giờ cũng đâu có xa xôi gì đâu. Cái là điều kiện của mọi người thì ai cũng có cái riêng hết trơn rồi. Ở này là nó chứ tới giờ này mà có coi lầy kia, vợ cha mẹ không có, vợ không có, con cái không có, nhà cửa không có, công việc không có thì nó mệt. Còn mọi thứ thì mình cũng đã ổn định hết rồi. Giờ quan trọng là mình phải tập trung, mình muốn thì mình phải mình dành thời gian để mình có một cái mối quan hệ. Thì nói chung hiểu nhau hay không thì còn là một cái chặng đường ở phía trước, hai bạn có nhiều thời gian để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà cơ bản thì chị thấy về hoàn cảnh á, về có hoàn cảnh thì tương đối là cũng phù hợp mà dễ dãi cho đôi bên. Ví dụ như em cũng đã, mình cũng hai con rồi và bây giờ mình sống một mình cũng có những cái đam mê sở thích riêng. Và nãy chị nói á, tuổi này mình rất khó tính. Nếu mình tìm được một người đàn ông mà tôn trọng những cái sở thích riêng của mình rồi cũng cùng cái quan cái cảnh ngộ thì hiểu được mình, thì chị thấy là có thể có vẻ như là nhìn về cái giao diện bên ngoài là tương đối phù hợp nha. Thì cũng hy vọng hai bạn cho nhau thêm cái cơ hội để mà mình hiểu nhau được nhiều hơn. Bây giờ thì chị Tường muốn nè hai bạn có một cái sự va chạm, một cái cảm xúc như một chút xíu để mình coi cái cảm xúc trong người mình nó có điện không nha. Bình thường là các bạn trẻ là tôi cho nắm tay qua đây, nhưng bây giờ muốn anh là đứng lên đi qua bên này. Mời cổ đứng lên, xin phép nắm tay nhau. Hai người có 30 giây nhìn nhau, rồi anh muốn nói cái gì cho nhau vài câu cuối cùng, rồi mình về chỗ mình quyết định bấm nút hay không. Rồi mời anh. Mình phải đi chứ, để kiểm tra hình tướng nữa chứ. Rồi em gái đứng lên đi kìa. Tôi luôn tạo điều kiện cho đôi trẻ nhìn thấy nhau. Rồi nhìn nhau đi hai bạn. Cho em xem nắm tay. Em xinh, thật là xinh, cười tươi. Chung là nếu em thấy một chút gì thích anh thì cho nhau cơ hội để mình hẹn hò tìm hiểu. Em thấy anh cũng rất là hiền và thật thà. Và cũng chững chạc nữa. Thì anh thì cũng công việc thì cũng đi làm suốt. Thì về nhà thì cũng về nhà lủi thủi một mình vậy, rồi nhiều khi rảnh thì mở phim lên coi, không thì cuối tuần thì đi với bạn bè đi chơi, đi dạo hoặc là làm vài ly bia vậy thôi. Cái sở thích thì cũng hay đích thích đi cuối tuần cũng đi với bạn bè ca hát rồi karaoke rồi đó, vậy đó. Rồi rảnh thì rảnh, nếu mà rảnh lễ lọc rồi thì thường là đi du lịch. Anh có thích đi du lịch không? Anh rất thích đi du lịch. Anh cũng rất là thích đi du lịch.
mới vừa nửa năm rồi anh đi từ miền Trung, anh đi vô đi đi từ Quảng Trị, Huế, Nha Trang, Phú Yên rồi đi về. À, anh cũng đi thiện nguyện, đi trong đoàn của công ty thiện nguyện rồi kết hợp đi du lịch rồi đó. Thôi mời em ngồi. Rồi. Xong. Đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Đây, nút bấm trái tim này nha. À, nếu mà sau 3 tiếng đếm Nguyễn Tường mình cảm nhận, mình thấy rằng là phù hợp, mình muốn cho nhau cái cơ hội cũng như là cho bản thân mình cơ hội á, thì mình nếu mình muốn cho bản thân mình cũng như đối phương một cơ hội thì mình bấm nút vào cái trái tim đó. Nếu mình cảm thấy chưa phù hợp mình có quyền không bấm. À, cái cơ hội là chương trình mang đến nhưng mà có nắm bắt nó hay không là do mình thôi nha. À, tại vì hai bạn lớn rồi, Tường cũng không có cái gì để nói nhiều, không ép, cũng không có nói ra, không có nói vô, mà tự mỗi người đều cảm nhận được hết. À, và biết là ở cái tuổi mình là rất là khó, cần phải trân trọng và mình phải tâm huyết và mình dành cái thời gian nhiều hơn. À, không biết là sau khi mà nắm tay cổ thì cảm nhận trong lòng của anh Hải như thế nào? À, cũng hơi xao động. Niềm tin đang hiện giờ trong người, niềm tin là nghĩ rằng là sẽ phù hợp được và kết hợp được với nhau được bao nhiêu phần trăm? À, cũng cho 50-50 thôi. 50-50 là cũng chưa dám tự tin lắm. Là hoang mang, là chưa biết cổ như thế nào hay là như thế nào? Dạ, dạ. À, có hy vọng không? Cũng hy vọng một chút, hy vọng. Okay. Yeah. À, không biết là em có cảm nhận gì không khi mà nó nắm tay ảnh? Dạ em thấy tay ảnh không có được ấm. Không có được ấm hả? Chết chà, sao kỳ vậy? Nhưng mà thực ra thì bọn em cũng lớn tuổi rồi nên là cũng dành cho nhau một chút gì đó để tạo cơ hội cho nhau. Thì chị thấy như vậy là cũng được nha. Hãy cố gắng để ghép lại hai cái mảnh đời mình chưa có những cơ hội để mình gấp ghép vào nhau. Rồi suy nghĩ gì nữa, đặt tay vào nút bấm đi ạ. Rồi nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3 Trời ơi, rồi rốt cuộc là bấm hay là không bấm mà nó chậm vậy? Em bấm rồi mà sao nó không xuống? Tại vì nó có cái vòng ở ngoài, cái trái tim nó lọt tỏm ở trong đó. Em bấm cái này là nó không vô, mình lọt vào trái tim. Nói chung nó phải có chút khó khăn cách trở. Còn mình muốn, quyết tâm là mình phải mò mẫm, rờ rẫm, sờ sẫm nó mới sáng đèn nha quý vị nha. Rồi, chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Rồi, mời qua đây. Bây giờ là mình đã thành một cặp đôi rồi ha. Qua đây nè, nắm tay nhau. À, coi như là bây giờ là nghiêm túc trở thành một cặp đôi. Thì Tường hy vọng rằng là sau cái chương trình này, đây chỉ mới là cái sự khởi đầu thôi, sau chương trình này thì hai bạn và đặc biệt là bạn nam phải chủ động nhiều hơn, quan tâm thăm hỏi để chăm sóc các bạn nữ của mình. Và bạn nữ thì cũng phải tạo điều kiện, bật đèn xanh cho người ta có cơ hội để người ta đến. À, đôi lúc với lại mình cũng không nên quá rụt rè, nhút nhát. Mình phải mạnh mẽ lên một chút xíu nha. Tại vì nhớ hồi nãy cô chia sẻ đó, chồng cổ là thiếu cái sự mạnh mẽ gì đó. Tôi nhớ mà tôi không hiểu là mạnh mẽ là sao nữa. Thì anh có mạnh mẽ không? Rồi, cố lên nha. Hy vọng là hai người sẽ có những cái khoảng thời gian hẹn hò, tìm hiểu nhau thật là dễ thương, thật là lãng mạn. Và hy vọng rằng có một cái kết tốt đẹp giữa hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã tin tưởng và đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa nha.